Rồi hello anh em đang quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Rít Tông ha. Cũng như xin chào anh em đang xem TikTok của mình luôn nha. Một lần nữa là anh em sẽ được lên sóng với anh em chào bán tới anh em một mẫu xe rất là quen thuộc mà mình chuyên bán luôn ha, dòng Rít Tông 150 150R nha anh em, phiên bản Cafe Racer nha. 150. Xe này giới thiệu với anh em sơ một chút ha, đăng ký lần đầu là 2019. Xe lô lắp ráp tại Malaysia nha. Để xem odo của nó là khoảng 15.000 15.000 mai nha anh em, khoảng tầm 23.000 km. Đó. Thì quay tổng thể cho anh em xem một lượt ha, xe còn rất là ken và mới luôn nha anh em. Đó. Quay chi tiết cho anh em xem ha. Lốp xe nè. Rồi. Máy móc nguyên zin. Bán xe mình có bảo hành máy 3 tháng cho anh em chơi thoải mái ha. Rồi, bô vừa mới đánh lại sáng bóng. Nguyên zin luôn nha anh em. Anh em muốn cái gù thì có cái gù luôn nha. Rồi. Bánh sau nè. Bình xăng. Gương zin nha anh em, gương zin này rất là đắt nha. Đó, cốc sạc đầy đủ. Nổ máy cho anh em nghe luôn. Đó. Để quay cho anh em xem cái lốc máy bên này ha. Rồi anh em mua xe bên Hồng á thì sẽ được bảo hành máy 3 tháng này, hỗ trợ thay nhớt và bảo trì lần đầu miễn phí, không quá 3 tháng đầu tiên nha anh em. Rồi. Bán xe là bên Hồng có hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng. Anh em nào chưa có thẻ tín dụng thì liên hệ ngân hàng mà mình đang sử dụng cái thẻ ATM để làm cái thẻ tín dụng ha. Rồi, mình hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên khác tỉnh. Giới thiệu với anh em đây là cái xe này là hiện tại nó đang là biển 85 nha. Biển Ninh Thuận nha anh em. Rồi mình hỗ trợ ship xe và giao xe tận nơi cho anh em khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nha. Có tính phí nha, nhưng mà giá cực kỳ ưu đãi cho anh em luôn. Rồi. Anh em nào quan tâm cái dòng xe Riston Cafe Racer 150 này thì mình có thể ghé cửa hàng của bên Hồng ha, MT Motorcycle, địa chỉ của bên Hồng rất là quen thuộc luôn, 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Đó. Anh em có thể inbox trực tiếp vào fanpage MT Motorcycle hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho hotline 0868 966 377 được tư vấn nha. Rồi, anh em nào mà muốn gọi điện thoại trực tiếp hoặc là inbox Zalo cho Hồng qua số điện thoại là 089 8686 337 nha. Hồng sẽ check anh em mọi lúc mọi nơi nha, 089 8686 337. Đó, anh em mua xe vài chục triệu thì muốn nhanh gọn thì gọi cho Hồng thì càng tốt ha. Rồi. Cái xe này thì nó quá ken đi, cũng không có gì quay giới thiệu với anh em nhiều hết. Máy móc nguyên zin. Đó. Thì cảm ơn anh em đã xem hết cái clip của mình. Anh em nhớ nhấn theo dõi và đăng ký kênh của Hồng nha. Lần nữa cảm ơn anh em đã ủng hộ MT Motorcycle rất là nhiều. Anh em nào có xe mà cần giao lưu mua bán ha, cái xe classic đời cao từ 2015 trở lên ha. Phân khúc thì khoảng 650cc đổ lại thôi thì liên hệ bên Hồng ha, thu mua tận nơi. Anh em nào muốn giao lưu trao đổi thì ghé cửa hàng để tư vấn, để mình thương lượng thêm nha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha.